Các bạn hiểu là mỗi người sinh ra ở một cái hoàn cảnh khác nhau và hình thành nên thế, nên bạn nên tự tin về bạn thích cái gì, việc bạn thích cái gì mà cũng bị kỳ thị, tốt nhất ý là kệ ngoại. Chào anh em nhé. Anh em dạo này khỏe không? Còn đi làm ở công ty cũ nhở? Còn đi sớm về khuya nhưng mà đồng lương vẫn không gây đủ nhở? Đồng nghiệp của anh em thế nào? Trong các máy có chào hỏi nhau nhở? Có nói qua nói lại vào những cuộc họp có đả bới nhau nhở? Xét lại anh em thế nào? Dễ tính hay thường gắt gỏng? Anh ta có thương nhân viên hay thường buông lời sắc mỏ nhở? Đúng không? Đấy, đại khái là mình hỏi anh em lại là còn mình thì dạo này mình cũng chính là đương nhiên tập kiến thức hiểu được, biết được mọi lĩnh vực trên đời sống, thêm được rất nhiều lĩnh vực mới mà các bạn chưa từng nghĩ đến. À, vậy thì con trình đợi chờ đợi gì nữa? Thứ bảy. Chờ nó. À, hôm nay mình có nay mình có thứ tư thôi, nhưng mà đấy hôm nay mình mới quay thấy là anh em xem vào thứ bảy là đẹp rồi. Đấy, hứa giữ là hứa luôn. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên của ngày hôm nay. Và đó là đến từ một bạn nam. Tại sao Excel lại viết tắt là chữ X trên biểu tượng mà không phải chữ E? Đây, các bạn xem, đây chính là logo của Excel thì đúng là chữ X mà không phải chữ E. Cái việc này về cơ bản, cái việc dễ giải thích nhất ấy, đấy là việc Excel đã lấy cái cách phát âm để làm chữ cái đầu tiên, đó là Excel. Đấy, mình đọc tiếng Anh cũng không giỏi đâu, nhưng mà cái là mình phải là chữ E. Những cái phần mềm khác của Microsoft thì PowerPoint thì cũng là chữ P. Thì mình có đào sâu hơn một tí thì đây, đây chỉ là một cái hình ảnh fun thôi. Nó không phải chữ X, không phải chữ E. Vì nếu mà người ta mở cùng một lúc 5 cái này, PowerPoint này, Excel này, thì đại khái là nó cũng không có gì vui vẻ lắm. Thì đây chỉ là mới giải thích fun thôi. Còn mình cũng có tìm hiểu thêm một chút, đây người ta cũng có một cách giải thích ở một ưa computer user for more than 25 years with XMR. Chữ L này là gì thì mình không ngờ là Excel thực ra là người ta cũng trong chữ X đấy có cả chữ L. Đây mình tìm với bạn, đây cũng là một cái logo rất là của Excel thì các bạn có thể nhìn chữ L này nữa. With XMR kết hợp với L thì nó nghe có vẻ XL rất là cool và sẽ giúp mọi người nhớ đến Excel. Còn mình không nghĩ là có thêm một cái cách giải thích nào khác nữa. It sounds cool to be Excel. Đây cũng là một cách giải thích tóm lại là cách giải thích của mình cho câu hỏi này, đấy là Excel chính là viết tắt biểu tượng logo bằng cách phát âm chứ không phải là chữ cái đầu tiên. Yeah, và chúng ta sẽ đến ngay lập tức với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo là đến từ một bạn nam. Thật sự là đây là một câu hỏi mình khá thích vì mình rất thích đá bóng. Tại sao tôi tập mãi mà không sút được quả knuckleball? Những bạn đá bóng thì chắc chắn đã biết knuckleball là gì. Còn nếu như bạn không đá bóng thì đây coi như sẽ là các bạn có thể biết thêm một cái nước mới. Thì nói chung là mình rất là hứng thú với câu hỏi này. Đấy. Thì đây, cú sút knuckleball. Đây, cú sút thứ 6 này của David Luiz chính là cú sút mà mình cảm thấy rất là ấn tượng ấy. Và nó sẽ cho các bạn tổng quan knuckleball. Đây. Knuckleball nghĩa là sút lắc lư. This is the infamous knuckleball. But how does he do it? Choice and cause the zigzagging. And without spin, minimal friction means the knuckleball. Đây. Khi mà sút của bóng, thật sự là bóng nó sẽ lắc lư và thủ môn thật sự là không thể đoán được và thường thì sẽ tạo nên cái độ nguy hiểm của sút. Đây là nói về cú sút đâu. Các bạn nhìn thấy quả bóng không hề xoáy luôn, nó gần như đứng im. Các bạn biết là thứ nhất là các bạn sẽ phải học tutorial của nó, cái kỹ thuật sút bóng chuẩn vào đấy. Cái quan trọng nhất là nếu mà mãi không giữ được nước của bồ thì các bạn phải kệ ngoại. Nếu mà mãi không giữ được nước của bồ thì các bạn phải từ học số tiếp. Khi mà các bạn nhìn thấy một ai đấy sút được quả nước của bồ ấy thì các bạn chỉ nhìn thấy cái vẻ hào nhoáng bên ngoài nữa, nhìn thấy sự sung sướng, vẻ hào nhoáng của người ta, mà các bạn không thể nhìn thấy những cái lúc mà người ta phải khổ sở tập luyện như thế nào, người ta đã không nản chí, không bỏ cuộc. Các bạn không thể nhìn thấy những cái lúc người ta sút xong rồi suốt ngày phải đi nhặt bóng, người cầm bóng đặt bóng lại sút, đi qua nhặt bóng nhau đấy mà người ta vẫn sút lên trời. Sút nó có bố rất khó, các bạn toàn phải đi nhặt bóng thôi. Nhưng mà đại khái là các bạn sẽ không thể nhìn thấy những cái lúc mà người ta tập luyện khổ sở nha, mà các bạn chỉ nhìn thấy những cái lúc mà người ta mới sút vào các kiểu. Nhưng mà có một điều mà mình phải công nhận là cứ cái gì mà luyện tập cực nhiều thì thế nào cũng làm được, đấy rất là công nhận luôn ấy. Nó chẳng có rất nhiều cái thứ như thế rồi, nên là wow, tại sao tôi không tập sự được kiểu knuckleball? Thì thứ nhất các bạn phải tập đúng tutorial của nó, và thứ hai là phải sút nhiều hơn nữa. Thì các bạn hy vọng là sẽ có một ngày nào đấy thì
khi mà bạn đã sút knuckleball. Mình rất là chúc bạn ấy sẽ sút được kiểu knuckleball tuyệt vời. Và tiếp theo chúng ta sẽ sang câu hỏi thứ ba, tiếp tục là từ một bạn nam. Tại sao bộ phận sinh dục lại ở dưới? Thì thực ra thì có thể các bạn nghĩ đây là một câu hỏi đùa, nhưng mà mình lại không nghĩ thế. Thì bởi họ tại sao bộ phận sinh dục lại ở dưới khi mà bốn chân? Thì cái câu hỏi đấy thực tế nó phải là tại sao bộ phận sinh dục nó lại ở đằng sau, thì cho nên là khi mà mình đứng lên ấy thì ách nó sẽ thành ở dưới. Nếu như mà bộ phận sinh dục nó ở đằng trước như này thì khi mà mình đứng lên thì nó sẽ ở trên thôi. Đấy thì đại khái là suy ra là vấn đề ở đây là bộ phận sinh dục khi mà nó là người bốn chân thì là nó ở đằng sau, khi mà đứng lên như này thì nó sẽ ở dưới. Thì tại sao nó lại ở đằng sau? Thì theo mình đơn giản là vì tiện cho việc giao phối ấy. Nói thế thôi, chứ nó ở đằng trước thì chả hiểu là giao phối điều gì, nó rất là khó ấy. Theo mình nghĩ là như vậy, đây là cách giải thích của mình, không biết là các bạn có cách giải thích nào hay hơn hay không. Xong câu hỏi thứ ba nhé. Câu hỏi thứ tư thì câu thứ tư là từ bạn nam, cách để làm quy bu mà không bị kỳ thị. Tôi không biết, thì chúng ta có thể phân tích câu hỏi đây. Thứ nhất là bạn hỏi là cách để làm quy bu. Mình không nghĩ là bạn dùng từ này là đúng ấy. Mình không nghĩ là bạn muốn làm một quy bu đâu. Tìm hiểu quy bu là gì thì từ gốc của nó là quy bu. Các bạn phải hiểu là quy bu là một cái mà ám chỉ những người Việt Nam hâm mộ người Nhật quá mức và mất kiểm soát. Thì quy bu là những người chẳng hiểu gì về văn hóa Nhật Bản mà luôn tự nhận bản thân là hiểu biết về tính thể hiện. Thì theo mình không phải là bạn muốn làm quy bu. Thực ra chúng ta vẫn hay sử dụng sai cái từ quy bu mà là sử dụng dùng từ ngữ quy bu như thế nào. Nếu bạn ý định gắn mắc ai là Weibo thì phải dựa vào ý nghĩa của từ này. Và khi nói này thì sự ý mỉa mai và tiêu cực. Ở đây mình có biết thêm một thuật ngữ đấy, đó chính là otaku, người Nhật mê mẩn và về thế giới truyện tranh hoạt hình. Nghĩa là ở đây bạn chỉ muốn làm otaku thôi. Các bạn muốn là kiểu rất thích đọc truyện tranh. Thật sự là mình biết rất nhiều người kiểu rất thích đọc truyện tranh mà không phải là đến mức cuồng gọi là Weibo. Tóm lại về mặt câu hỏi ở đây, ý các bạn là muốn là cách để làm cái người mà hay đọc sách rất đam mê manga rồi anime của Nhật Bản mà không bị kỳ thị. Thường thì với xung quanh cuộc sống của mình ấy, những người bạn mà hay kỳ thị Weibo thì chỉ là kiểu cho vui vui ấy. Nghĩa là trong cái cuộc sống này hiện tại ở cái lứa tuổi này chúng ta ấy, ví dụ có một thằng bạn mình chửi một thằng bạn kia của mình là thằng Weibo này ấy, thì đại khái là chỉ là vui thôi. Và mình cũng đã đi hỏi những người mà hay đọc nhiều chuyện anime và ấy rất là kiểu đam mê ấy. Họ có trả lời là thực ra thì khi mà bị chửi là thằng Weibo này hay thế này thế kia thì họ cảm thấy bình thường, rất vui, họ cũng cảm thấy rất thoải mái. Kiểu chỉ bởi vì là cái sự chửi này chỉ là vui thôi ấy, không có vấn đề gì cả ấy. Mình nghĩ là tầm tuổi này cũng không ai có ý mà kiểu là miệt thị người khác. Mình nghĩ là không có ai đi có ý mỉa mai miệt thị ai cả, tất cả chỉ là cho vui, cho for fun ấy. Nó rất khó trả lời để làm Weibo mà không bị kỳ thị. Thứ nhất, bạn có thể nhìn sự kỳ thị dưới ánh mắt là for fun ấy. Bạn nên như vậy, cả người ta kỳ thị thật, kỳ thị đùa thì các bạn nên như vậy. Nhìn cái sự kỳ thị đấy dưới lăng kính của fun, for fun, dưới lăng kính của fun, bạn sẽ thấy rất thoải mái, chẳng có vấn đề gì. Mình cũng có rất nhiều người bạn mà bị kỳ thị như vậy mà họ cũng dùng cái lăng kính nó là for fun và họ thấy rất vui. Thì đấy là một cái, còn nếu mà thực sự cái người kia mà kỳ thị khó chịu thật ý, thì các bạn lại có hai sự lựa chọn. Một là các bạn có thể làm Weibo một cách kiểu không ồn ào ấy, mình cứ xem, mình không đăng ảnh hay là cái gì đấy thì người ta cũng không kỳ thị mình nữa. Và thứ hai, nếu các bạn muốn thì tốt nhất ý là kệ ngoại, chỉ là ngắn gọn đấy đâu. Cho bạn một vài cái cách giải quyết đấy, còn giải quyết là tùy bạn. Ok, chúng ta cùng đến với câu thứ năm. Tại sao tôi sống trên đời? Thì chẳng lẽ các bạn biết được tại sao các bạn sống trên đời? Theo mình đây là một câu đơn giản. Thì mình sẽ cho các bạn xem quá trình thụ tinh. Once inside the cervix, thì đại khái là các bạn đã tự tìm đến trình thụ tinh rồi sẽ ra nào. Các bạn phải hiểu là các bạn đã vượt qua đến to make it. Các bạn có biết là các bạn đã vượt qua khoảng 200 đến 300 triệu con tinh trùng để các bạn cuối cùng các bạn vào trứng và các bạn được thụ tinh thành phôi không? Không phải đơn giản đâu. Mỗi lần là các bạn cảm thấy bản thân mình yếu kém cái gì cứ mật lại video này và các bạn cứ tưởng tượng như là 200 triệu dân à 200 triệu. Đây mình sẽ chia cho các bạn số dân các nước trên thế giới. Các bạn cứ tưởng tượng nha, là các bạn sống trong đất nước Hoa Kỳ, cả một đất nước ấy, và các bạn chính là người giỏi nhất của cái đất nước ấy. Bạn chính là người chiến thắng của cái đất nước luôn. 300 triệu con tinh trùng, đấy là một trong ba lý do là để các bạn sống trên đời. Hay lý do thứ hai, 9 tháng 10 ngày. Nếu như không có mẹ các bạn
với các bạn được 9 tháng 10 ngày các bạn trong bụng ấy, không có bạn sống trên đời. Đây, cho nên đây chính là lý do thứ hai. Lý do thứ ba, cảm ơn tổ tiên các bạn. Vì nếu không tổ tiên các bạn thì lấy đâu ra bố mẹ các bạn? Không có bố mẹ các bạn thì cũng không có các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay, câu hỏi thứ 6. Dưới đáy đại dương có gì? Thì ngay lập tức thôi, chúng mình cùng tìm hiểu xem là dưới đáy đại dương có gì. Các bạn nên xem video này. Đây là một cái video rất hay của kênh Soi Sáng. Đây là video đầu tiên tôi không skip. Nó rất là hay ấy. Mình cũng không skip. Nó như một chuyến đi khắp các tầng nước. Và cuối cùng là đến chính là điểm sâu nhất của đại dương ở rãnh Mariana. Thì về cơ bản, dưới đáy đại dương thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chủ yếu thêm về rãnh Mariana. Ở dưới đáy rãnh đấy có cái gì. Đây các bạn có thể thấy là có độ sâu phần trăm diện tích đáy đại dương thì là 0 đến 200 mét, thì sẽ là 7/6%. Lớn nhất thì đáy đại dương sẽ rơi vào tầm 4.000 đến 5.000 mét, có tận 1/3, và lớn 7.000 mét. Ở cái trang này thì mình còn tìm được một số thứ nữa, ví dụ có những cái núi lửa ấy. Đại dương có núi lửa này, cái đáy của nó nhiều lúc nó cũng không phải là bằng phẳng một đường như này, mà nó sẽ là kiểu như này đấy. Ở cái trang này mình thấy là trầm tích của đáy đại dương, nếu mà đọc cái này thì nói chung là rất là khó hiểu, nhưng mà các bạn phải hiểu là trầm tích chính là cái thứ mà đây, tất cả những cái gì mà nó ở chỗ này mà nó vì lý do đấy nó sẽ phải trôi xuống đưa đáy thôi, như ta gọi là trầm tích đáy. Ví dụ thứ bóng đi, rồi thì cuối cùng nó sẽ trôi xuống đáy. Rất nhiều thứ khác ấy, kiểu sinh vật chết hay là nọ kia thì cuối cùng cũng rơi xuống đáy. Thế à, các bạn có thể biết đầu tiên là dưới chỗ đáy đấy nó có cái gì. Nó có trầm tích của đáy, độ dày trung bình của lớp trầm tích đáy nó sẽ rơi vào 2 km luôn á, 15-25 km trầm tích. Ủa thì đây, cái đáy nó trông như này. Đây chính là cái đáy, là một lớp phù sa màu vàng vàng, nhìn trông hơi vàng vàng. Đây cũng màu vàng này. Thế để các bạn đây thấy. Vậy là dưới 11 cây số ở dưới Mariana vẫn có sinh vật sống. Bây giờ nếu mà các bạn muốn ấy, dưới biển, những sinh vật dưới đáy biển sâu ấy, thì khi mình tìm thì có thể nói là sẽ ra hàng đống loại sinh vật. Thì các bạn có thể xem rất nhiều loại sinh vật, nhưng mà đại khái là các bạn nhìn trông rất là ghê gớm, kiếp khủng luôn. Những cái sinh vật ở đây thường có đặc điểm gì? Thứ nhất là mắt nó gần như là bị mù. Cái này điều quá dễ hiểu, bởi vì là dưới 200 mét là đã không có ánh sáng rồi. Thì bây giờ dưới tầm 10.000 mét thì lấy đâu ra ánh sáng? Chắc chắn là tối om. Giờ mình cho một người cận 10 độ với một người cận 0 độ vào chỗ tối om thì hai người như nhau. Đại khái là con cá mà cho xuống chỗ 10 km dưới sâu dưới đáy biển, nó có mắt để làm gì? Không, không cần mắt. Nên là bộ phận mắt của nó sẽ là tiêu giảm giống như là hoàn toàn. Bù lại nó sẽ ngửi nó khứ giác này các kiểu để nó ngửi con mồi này, bằng một cách nào đấy cuối cùng nó cũng sẽ có cách của nó để nó bắt con mồi. Thấy động tĩnh nước kìa, những người ngửi ra mình vô bừa. Thứ hai nữa, trông rất kỳ dị chả sao, mà mình nghĩ là có một đặc điểm của những sinh vật ở dưới đáy ấy. Trông nó sẽ phải như một cái dẻo dẹt dẹt ấy, giống con cá đuối này. Thì bây giờ các bạn mà vứt một tờ giấy xuống chỗ 10.000 mét thì chả có vấn đề gì, pin nó có bẹp đứng nữa đâu. Áp suất ở đến phải nó cực lớn. Đây đây, áp suất của điểm sâu nhất dương lên đến 11.000 tấn một mét vuông, tương đương với sức ép của 50 cái máy bay phản lực đè lên người. Tuy nhiên thì nếu như mà ví dụ bạn là một con cá và bạn trông giống như một tờ giấy thì có 50 cái máy bay phản lực đè lên một tờ giấy thì chả vấn đề gì, chỉ mòn ngon từ cá đuối. Cá đuối là một loài cá sống sâu cho nên nó rất dẹp. Đây nó sẽ dẹt như này. Cùng đi xem cái rãnh Mariana, gọi là Challenger Deep, điểm sâu nhất của đại dương. Thì chỉ có 3 người, các bạn có thể hiểu là đã từng có 12 người từng bước đi trên mặt trăng, chỉ có 3 người dám mạo hiểm. Tuy nhiên theo mình tìm hiểu thì con số 3 này chỉ là khi đây là 2018 thôi, còn 2019 lại có thêm một người nữa. Tóm lại là tầm 4 người đã mạo hiểm đến vực rãnh Mariana. Thật sự thì mình cảm thấy rất khâm phục 4 người này. Đây là một cái chuyến đi cực kỳ rủi ro ấy. Vì nếu như mà xuống đấy mà các bạn gặp một cái bất trắc gì đấy của máy móc chẳng hạn, thì chắc chắn các bạn sẽ đứt thân. Tàu Titan chịu được áp lực của khi mà thực hiện một chuyến đi xuống đáy để tìm hiểu xem dưới đấy có cái gì. Sẽ có một con tàu mẹ như này, và đây là con tàu con đấy. Có con tàu mẹ và con tàu ngầm. Cái tàu ngầm này sẽ chỉ có tầm 2 người, 1 đến 2 người. Cả cái tàu này thì nhiều người. Ở dưới đáy hải dương còn cái gì các bạn biết không? Nằm dưới đáy hải dương có rất nhiều kim loại quý ấy. Đấy, các nguyên liệu, nguyên tố, hiếm, dầu, kim cương, các kiểu là điều đấy. Tuy nhiên là rất khó tiếp cận. Đại dương là nơi hoạt động núi lửa dữ dội. Thì nếu mà các bạn xem cái trang này thì đây chính là quang cảnh xấu nhất ở đáy hải dương. Đây chính là cái trang mà mình có thể cùng nhau tìm hiểu xem. Như mình vừa nói là ở cái trang vừa nãy là 2018 có 3 người. Thì đây, 2019 chính là cái khoảng thời gian này có thêm một người nữa, đó chính là nhà thám hiểm Viktor Vaskovu. Nhà thám hiểm nó mới nhất đã phá kỷ lục thế giới lẫn biển sâu bất chấp áp lực rất rất lớn, nơi Viktor đánh bại mọi kỷ lục. Đây chính là chuẩn bị bắt đầu đấy, chúng ta sẽ chuẩn bị bắt đầu xuống nào. Có một con tàu mẹ và một con tàu con.
Ở đây như không phải là Victor Vescovo có thể chịu được áp suất cao. Để lấy con tàu mẹ Perseus Drop, cuộc lận biển phần của kênh Discovery. Có vẻ như là ngay dưới chỗ này ta hạ một hình chiếu vuông góc xuống đáy, ta sẽ có đường cao giờ tầm 11.000 km. Về sự chuẩn bị họ đặt chứng nhận đấy, phải đặt chứng nhận các kiểu là điều gì người ta mới dám cho xuống như ở dưới đấy mà xảy ra cái trục trặc kỹ thuật gì. Các bạn hiểu không, đây chính là người đầu tiên này và đây chính là người gần nhất đấy, một cuộc gặp gỡ của nó là tuyệt vời, của hai nhà đã xuống đến tận đáy của đại dương, hai nhà kiểu đang trao đổi không đấy. Đấy tôi xuống đại dương thấy cái này, tôi thấy cái này cơ đấy. Hai người cùng xuống đáy đại dương ngồi trao đổi nó chật sướng. Đây cuối cùng ông ấy cũng đã đi xuống. Thì đây cho mọi người phân tích hình ảnh này, thì đây chúng ta nhìn thấy đáy này hơi bằng vàng mà nói chung là phẳng phẳng và có những cái sinh vật nhỏ nhỏ này. Thì thứ nhất đấy, các bạn phải hiểu là cá thì sẽ không thể sống được ở chỗ 11.000 km này. Theo mình đã tìm hiểu, cá thì sống mắc nhất là ở chỗ 8.000. Đây chính là cá tên là, và đây chỉ là chỗ 8.000 thôi nhá, là cá sống sâu nhất thế giới này. Đây chúng ta nhìn thấy hình ảnh của một con cá trông cực kỳ dẹt luôn em ạ. Đấy, nó như một chiếc một cái kiểu chán đời, sống ở đây kiểu buồn quá chán đời, nghĩa nó sống đấy rất buồn, chả có bạn bè, nó là cá sống sâu nhất thế giới. Đấy sau một lúc nó bơi ra đây chúi đầu rồi nó lại bơi lại, bơi quay lại, bắt đầu ngợm rồi đây là cái gì, nó bơi lên rồi. Nhưng mà đại khái đấy chính là loài cá với sâu nhất thế giới. Ở đây là những cái loài gì các bạn biết không? Những cái loài giáp xác, những cái loài tôm. Tôm mới có, những cái loài động vật giáp xác nhỏ thôi, tôm các kiểu, vi khuẩn các kiểu. Còn cá thì chịu, cá chỉ đến 8.000. Thì đây chính là ông đấy trong cái buồng này. Một bức ảnh khá đáng giá. Đây có phải cá không nhỉ? Nhưng mà các bạn ạ, đây chắc không phải cá đâu. Thật sự ấy, một sinh vật kỳ dị thôi, không phải cá. Nhưng mà trông cũng giống cá đấy nhỉ. Nhưng mà mình đọc rất nhiều tài liệu, nó chỉ sống đến 8.000 thôi, còn xuống 11.000 thì không thể. Và cuối cùng, ở limit factor đã kéo lên. Sung sướng luôn, đây có tôm nữa. Ngoài giáp xác, chúng ta còn có rác. Đã có những cái túi ni lông, còn đây là ai các bạn biết không? Ông ấy là người ở năm 2012, đã xuống một mình, lặn xuống lấy rãnh Mariana. Rãnh Mariana này thì nó nằm chỗ này nhá. Chúng ta thấy được Don Wash, người từng lệnh rồi đấy, bắt tay chúc mừng Victor Vescovo trong này chinh phục kỷ lục rãnh được xác lập. Đây một bạch cũng rất đáng giá, là một con người từ năm 1960 xuống dưới đáy đại dương. Nhưng mà ông này có phải cái ông vừa nãy không nhỉ? Và cuối cùng nhá, cuối cùng luôn, chính là một cái nhật ký 3 giờ dưới rãnh Mariana của đạo diễn phim Titanic, chính là cái ông mà 2012. Nó lại cho các bạn biết là có những người năm bao nhiêu nhá. Mình chỉ 60 là ông này. Năm 1996 thì mình không tìm được mấy. Năm 2012 chúng ta có ông này. Đấy. Và cuối cùng là năm 2019 chúng ta có ông này. Còn đây là nhật ký của ông 2012 nhá. Đây là một cái rất hay ấy, những nhật ký mà các bạn có thể đọc cái hành trình 7:46 này. Độ sâu 10.000, 11.000 m. Tốc độ không hải lý là dừng ở đấy. Ở bên cạnh tôi suốt cuộc thám hiểm đấy, che giấu sự sợ hãi, ủng hộ 100%. Cuối cùng bắt đầu tay vào công việc đấy, lập kế hoạch này. Trong 5 giờ, ở dưới 5 giờ quay tròn sử dụng camera quan sát thế giới, đáy biển bằng phẳng và không có gì đặc biệt theo mọi hướng. Đây có vẻ là ông ấy bắt đầu lên rồi sao, 9:10 là lên rồi. Bắt đầu đi rồi. 20.000 loài vi khuẩn đấy, dưới rất nhiều vi khuẩn. 6 hải lý trở về. Cái nhật ký này đã kết thúc rồi. Dưới đấy dương có gì, có những sinh vật này, như kiểu tôm này, vi khuẩn này, giáp xác này, áp suất khủng khiếp này, có rác này, có lớp trầm tích rất dày này, có nước này. 4 nhà thám hiểm đã từng xuống đến Mariana này 4 lần 5 người. Và như vậy là hôm nay chúng đã kết thúc 6 câu hỏi đầu tiên. Sau ngày hôm nay thì phải 2 tuần nữa đấy, 2 tuần nữa thì video tiếp theo sẽ ra, và đấy sẽ vẫn là một video về khoa học, vì cái phần về tình cảm và tâm lý thì hiện tại bọn mình đang delay bởi vì là dịch, mình sẽ quay một cái kiểu khác, cho nên là vì dịch cái này thì chúng mình ở nhà và không thể làm được. Vào giờ này 2 tuần nữa sẽ có một video tiếp theo về cái series này. Cánh cổng trường thì chúng ta hiện tại không mở được, nhưng mà thay vì mở cánh cổng trường, nó sẽ mở cánh cổng của tri thức, bước vào một thế giới mới.